chuyên trị mụn tàn nhang trắng không tì vết. Bàn tay vàng Tàu Tiên Nương xóa hết nốt ruồi khử mùi hôi. Tàu Tiên Nương tôi nói một câu thôi ha, đầu tháng sau tôi nhất định sẽ trả hết toàn bộ tiền thuê nhà cho ông. Bây giờ ngày nào ông cũng chạy tới đây làm phiền thì tiệm làm đẹp của tôi làm sao làm ăn chứ. Sáng nào chủ tiệm tơ lụa nói cho tôi biết, trang sức với y phục của bà đều là do ông ta cho bà mướn đó. Đồ quỷ sứ mà, ông ta bêu xấu tôi vậy đó hả? Mẹ, bà chủ của tiệm gạo Thiên Gánh hẹn mình tới làm đẹp đó mẹ. Tới giờ rồi, mẹ kêu ông ta đi về đi. Nghe thấy chưa, đừng ở đây cản trở người ta làm ăn, hôm khác ông mới tới đi. Được rồi, tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nè, mà bà, ông đừng có lo được rồi. Hôm khác ông tới nha. Vậy công tử hào hiệp này xưng hô thế nào đây? Nhìn bộ dạng của cậu thì biết cậu từ nơi khác tới rồi. Không cần nhìn ngang nhìn dọc như vậy đâu. Muốn làm đẹp hả? Gặp được Tào Tiên Nương tôi thì cậu hên rồi đó. Tôi ở trấn Võ Đức nổi tiếng lắm đó nha. Nhìn cậu che che đậy đậy như vậy á, không cần mắc cỡ tới như vậy đâu. Tào Tiên Nương tôi mở cửa ra làm ăn á thì khách nam khách nữ đều hoan nghênh hết trơn đó. Nè, đi theo tôi đi. Chúng tôi bây giờ đang có khuyến mãi, có gì thì giảm giá cho cậu một chút cũng không sao hết trơn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nè, cởi nón trên đầu ra để tôi nhìn mặt cậu trước đi nha. Khoan đã, có thật là bà có thể trị hết cho tôi mà không để lại sẹo nào không? Tôi cho cậu coi mẫu trước đi ha. Đẹp chết người, xấu chết người. Nè công tử, muốn coi đẹp chết người trước hay là coi xấu chết người trước hả? Đương nhiên là đẹp chết người trước rồi. Nè. Có phải là dung mạo như hoa đẹp chết người luôn đúng không? Đúng đó, đúng đó. Vậy bên xấu chết người thì sao? Đây nè. Hey, cũng thường thôi mà. Wow, công tử quả nhiên đúng là nam tử hán đại trượng phu, mặt không hề biến sắc, thiệt bái phục bái phục. Sao nữa, mặt kia của cổ còn xấu hơn Chung Du Diệm vậy? Thật ra là như vậy công tử, mặt của tôi vốn dĩ là nguyên cả mặt đều bị như vậy hết á, nhưng mà sau khi dùng thuốc làm đẹp bí quyết cung đình của Tào Tiên Nương xong, chỉ thoa nửa bên phải lập tức đẹp trở lại, hơn nữa không để lại sẹo. Có điều mặt bên trái tôi thì chưa thoa thôi. Vậy cũng được sao, cô chịu vậy à? Trời ơi, cô ta là bản hiệu sống của tôi đó nha, vậy mới có thể nói cho các khách hàng của tôi biết bí quyết độc môn của tôi lợi hại tới đâu chứ. Bà chủ à, có phải thật là ghẻ lỡ mụn bọc gì đó các thứ đều có thể trị hết được không vậy? Được. Công tử à, nhìn nửa mặt dưới của huynh cũng không thua kém một mỹ nam tử. Hay là huynh cởi cái nón ra để bà Tào Tiên Nương coi tướng mạo đi. Thật ra cởi thì không có gì hết, tôi chỉ sợ dọa chết hai người thôi. Tào Tiên Nương tôi đây hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, có gì chưa từng thấy qua chứ. Được, chính câu nói này của bà, hai người chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi nha. Chà. Sao hả, còn nói không sợ, đối cuộc trị được không? Hay, được được, cái mặt của cậu á, chuyện nhỏ thôi mà, có cách trị. Với đường nét tuấn tú như huynh đài đây, nếu như chữa lành lại thì chắc chắn là phan an tái thế, tới lúc đó phò mã cũng có phần của huynh. Nè, về tiền bạc thuốc men thì sao? Một lượng bạc thôi. Một thỏi bạc thôi phải không? Một thỏi vàng nữa. Ê, bà nói giảm giá cho tôi mà. Trời, nếu như không có giảm giá là hai thỏi vàng đó. Phải biết là thuốc làm đẹp bí quyết cung đình của tôi á, là dùng loại thuốc rất quý giá để làm ra. Bột trân châu là chính thì không cần phải nói rồi hả? Còn có lá vàng, hoa hồng Tây Tạng, còn có tuyết liên thiên sơn làm thuốc dẫn. Lợi hại vậy sao? Cho nên Tào Tiên Nương thu huynh có một thỏi vàng, thật sự tính rẻ cho huynh quá rồi. Sao rồi, đừng suy nghĩ lâu quá nha. Thời gian ưu đãi có hạn, qua canh giờ này thì không còn gì nữa. Coi nè, láng mịn hơn. Đúng là láng mịn thiệt đó. Thôi đi rồi, chết thì chết, chờ tôi chút nha. Nè, một thỏi vàng. Nè, sao lại để vào miệng vậy? Sáng nay khi tôi đi mau xí thì vô tình để rớt nó vô thùng phân, mà để vào miệng vậy không vệ sinh cho lắm. Thực ra đâu cần thử đâu. Hồi nãy bà nói bản thân hành tẩu giang hồ mấy chục năm, thổi vàng hễ đặt trên bàn tay thì biết là thật hay giả thôi. Phải. Thì đó, vậy còn không đi bốc thuốc đi. Tôi đi bốc thuốc trước nha. Tôi đi rửa thổi vàng trước nha. Đi mau về mau.